thì ta cũng không thèm nói về, mà hôm nay á, thì tôi thấy cái sự kiện hôm nay á, là từ trong nước cho đến nước ngoài, từ ở Mỹ nó tổ chức một cái sự kiện đám giỗ của ông Diệm, thì thấy tôi buồn cười, cái nền định nghĩa Cộng Hòa, giết cái nền định nghĩa của để giết Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, rồi chính nó giết, rồi chính bây giờ nó cũng đem lên nó ổ tưởng đệm, chính chứ ngồi nó cũng than khóc. Tao thấy nó buồn cười mà tao thấy nó kỳ cục, đủ gì cộng đâu nằm trong đó, thời đó là bị có gì cộng vô mà giết, nó rồi buồn cười không? Rõ ràng cái điều đó buồn cười, đã vậy còn có chứng cứ đàng hoàng, có sách vở, có nhận tiền đàng hoàng nữa, nhưng mà nó có một cái buồn cười là chỗ làm vậy mà ngồi suy tôn, nó ngồi nó tưởng nhớ, nó làm ma chay, làm đủ trò hết trơn, mà thực tình nói thì Không mà bố, sao con nghe nói là anh em ông Diệm là tự sát chứ đâu phải bị giết đâu. tự sát cái gì, cái thời đó đó những cái tờ báo chính luận, những cái tờ báo thuộc chuyện dạng dạng như là Tia Sáng, rồi những cái tờ báo mà thời đó là chạy tít là tự sát đại khái, thì đâu có dám nói cậu kia, đừng dám kêu nó bắn tới mẹ luôn, giỡn mặt vậy. Ở thời đó là cái thời mà nó gọi là nó bốn gì, là thời quân quân gì, quân đội gì, thời đó là chưa có tổng thống, khi giết tổng thống Bình Diệm xong thì coi bốn ông Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính, các cái là kêu thời kỳ gì Tôn Kinh mẹ, thời quân lực vậy nè, ta quên mẹ nó cái tên rồi, nhưng mà cái thời đó là thời vô chính phủ. Ủa mẹ nó vô nó chặt đầu mày chứ ở nó bóp cò mày, đừng giỡn mặt hoài, nên ra mấy cái tờ báo đó phải có một cái từ tiết là mà là phải tự sát, chứ đâu có dám nói kia, mày thấy không, báo chí nó cũng không, nó cũng để nó cũng không dám rõ ràng. Nhưng mà sau này thôi mình nói lên cái chuyện cái xã hội thời đó là mình phải nói là một cái vết nhơ và một cái nỗi nhục, nói thẳng là như vậy. Rồi thời đó có báo chí, rồi nó cũng biểu tình, rồi mình nhớ kỹ thời 163, thời Thích Quảng Đức tự thiêu, rồi bùng nổ báo biểu tình, nó hầu như là có xã hội không còn cái gì phải nói cả, nó xáo trộn đến mức độ khủng khiếp đó. Rồi chiến tranh xảy ra, bắt đầu quân Mỹ đổ bộ vào cái xã hội đó, là mình mới nói là cái thời đó là một cái ký ức đau buồn của đất nước mình. Mình nói mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn thực chất ra nó kéo dài 20 năm, cho đến ngày 30/4 đến năm 75 là mới chấm dứt cái điều đó. Dạ bố, À khi sẵn nói tới đây thì cho ông nói với ông, nói về ông Diệm thì sẵn cho ông nói luôn, là con thấy một số người á thì cho cái quan điểm rằng á là ông Diệm á là cũng là người yêu nước này kia, nhưng mà theo con cái tức là có một số người là nêu ra một vài cái dẫn chứng là ông ta không có cho đồng ý cho Mỹ đi vào Việt Nam, nên là ông ta rất là yêu nước, ông ta mới muốn xây dựng đất nước này kia. Nhưng mà cái quan điểm đó thì theo con là thấy nó không có, nếu mà ông ta yêu nước á, là đã có cái tổng tuyển cử rồi, chứ cũng không không chính có cái gọi xác, là bây vòng giờ nó lại sửa, nó lật lại, đấy. nó lật lại như có nghĩa là về nó bẻ bẻ quặt lại và nó lật lại cái lịch sử Việt Nam mình, nhưng mà làm gì có cái chuyện đó được con, nó khổ lắm, bởi vì khi yêu nước thì đâu có cái chuyện đó xảy ra. Tổng tuyển cử Việt Thêm Nam nó đã xác nhận rồi, có nghĩa là còn lịch thêm sử đã. một cái điểm nữa bố, là cái nói chung là cái ông ta mà không cho Mỹ vào á, là một số người á, nêu cái lý do là không cho Mỹ vào là ông ta cũng là muốn giải quyết ở trong cái nội bộ Việt Nam thôi, nhưng mà thực chất cái vấn đề là ông ta nhận viện trợ từ Mỹ, chỉ là Đúng ông ta rồi. không đồng ý để Mỹ, vì á, thực tế theo con thấy cái bản chất cháo chợ của ông ta cũng không phải là thuộc dạng vừa gì. Tại ngày xưa á, khi còn là làm quan dưới cái thời vua Bảo Đại á, thì ông ta cũng bất mãn và ông ta xin nghỉ Đúng gì đó, rồi, rồi xin xong nghỉ. theo các quan tày Pháp, rồi rồi tới sau mà thấy Pháp yếu thì nhảy qua là ôm chân Mỹ, thì từ Mỹ gây áp lực và đưa ông ta bắt buộc phải làm ở trong cái chính phủ của vua Bảo Đại lúc sau á, khúc sau đó bố, rồi rồi cuối cùng là lật luôn cả Bảo Đại, thì ông ta lên làm tổng thống. Nói chung là cái bản chất cháo chở của ông ta đó là cũng một cái thành phần không phải là cực đoan, dân tộc cực đoan, chứ không phải là gọi là yêu nước thương dân cái gì hết. Còn Thương nếu mà dân cái con mẹ gì mệt thực quá đi sự mà trời. yêu nước thương dân á, là không có cái luật 10 năm 9, và thật sự mà yêu nước thương dân á, thì cũng không có cái vụ mà nó phải xảy ra cái sự việc gọi là tổng tuyển cử trong toàn quốc để mà lấy cái lá phiếu của người dân để bầu ra một cái đất nước thống nhất.
và không có xảy ra 20 năm chiến tranh loạn lạc của cái thằng kia, Mỹ nó đưa bom đạn vào, nó rải thảm trên cái đất nước Việt Nam nữa. Đúng Thì rồi. mọi tất cả mọi cái hậu quả của 20 năm kéo dài thêm chiến tranh đó, và 20 năm đó là con nói với bố là cái thời kỳ vàng son để cho Việt Nam phát triển. Tại vì bố cứ nhìn nhìn nhận cái thế giới Đông Âu đi, lúc đó các cái hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa là cái thời kỳ phát triển rực rỡ. Nếu không có 20 năm chiến tranh đó thì Việt Nam cũng sẽ phát triển theo các nước Đông Âu và Liên Xô. Đấy, đó là cái thời kỳ phát triển cực thịnh của Liên Xô và các nước Đông Âu Mình luôn đi mất đó. mất đi cơ Là hội cái mình đi thời mất đi cơ hội mình mất đi cơ hội để vươn lên luôn. Mà chưa kể là cái hy sinh của đồng bào, xương máu của các anh hùng liệt sĩ nữa đã ngã Đúng xuống, rồi. mà kiệt quệ về kinh tế cũng như là sức người sức của, toàn bộ đều đổ vào cái công cuộc mà đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước đó. Thì cái bất cứ một cái lý do nào, không một cái lý do nào có thể khỏa lấp đi về cái tội lỗi của những cái thành phần tay sai đó để đã làm cho đất nước Việt Nam hoang tàn như ngày hôm nay. Mà tới mãi năm tám mấy thì đất nước Việt Nam vẫn hơn 80% là nông nghiệp. Đấy, thì con trâu đi trước cái cày đi sau. Thế mà mấy cái thành phần mà bây giờ sinh sau đẻ muộn nó gào thét lên là Việt Nam nghèo khó các kiểu, rồi nó giàu giàu bằng niềm tin nè, con trâu đi trước cái cày đi sau, đã bao giờ biết được cái những cái cảnh đó không, mà đòi là phải đòi giàu với không giàu. Còn cái chuyện mà Lý Hiển Long này kia khe ước mơ có cái Sài Gòn, Singapore rồi cái Sài Gòn vân các kiểu, Má mà cái mệt. câu châm biếm của người ta mà rồi ngu như bò, Bởi vậy khen tao nẻo thiệt khổ, thật. bởi nó khỏi thiệt rồi đó. Bởi vậy tao mới coi có một cái thằng nào nó bút lại cái ông Phan Kỳ Nhân mà ông ngồi ông tuyên bố mới rồi, rồi ông lên ông nhổ nhục mạ cái vụ gì HO hết ít gì đó, rồi bằng xong rồi nổi nhục mất da gì, ông ngồi cười chết mẹ rồi, mất nước mất điếc gì rồi, rồi gì ông nói câu gì đâu mà ta bị gì cầm tù gì rồi. Cái gì mà đụng phải vợ con chúng ta bị chúng nó xài này kia. Tao cảm thấy tức cười quá. À, mà bố Singapore hình như là cha con nhà họ Lý rồi, ta làm thủ tướng tất tật mà sao không nghe mấy cuội nào ý kiến ý cò gì ta, Ấu khí hình như còi cha vậy truyền trời. con nối, hình như cha truyền Đúng. con nối đúng không? Mệt lắm. Thậm chí nhiều khi đồng chê bắt trọng nhà ta già rồi ta không chịu ôm chân. Mày nghĩ mày coi đồ Biden. Mày vô Biden bây nay nhiêu tuổi rồi. Đúng. Rồi Donald Trump bao nhiêu tuổi rồi. Đúng. Bao nhiêu tuổi rồi. Mày cứ chê. Buồn cười lắm. Mày nói. Tụi này nó nói mình phải nói một cái câu như vậy. Tụi nó không có trình độ, không có kiến thức và nó ngu như con bò, ngu hơn trâu, mà lúc nào nó Đúng ngồi nó phê phán, nó ngồi nó phê phán, nó phê phán nhiều cái buồn cười lắm, nó rồi. mình ngồi mình cười gắt thôi chứ thực chất là mình không có. Bố coi có mấy thằng mấy đứa nó chửi tổ tiên nó là bần cố nông kìa, mà không biết nước Việt Nam xuất thân từ là từ cái gì không biết, mà nó chửi luôn cả tổ tiên nó, mà nó lấy làm hạnh diện vì chửi Đúng như thế rồi, khổ mà. vậy đồ quá. Thiệt tình Chịu. tôi nói thiệt khổ, tôi nói nhiều câu thiệt tình, mình không thể Ủa nào anh mình sao Thơ Quang với bạn Trung đâu rồi, cho cái tín hiệu coi nè, không có thấy gì không trốn, thấy gì không có trơn, tiêu cãi gì rồi, trơn vậy em rồi kể cái lầy rồi sao á. Đâu rồi anh kỳ Thơ Quang lạ. đâu, Bay cho suối, tín bay suối. hiệu coi. Tụi bay nói tao bữa nay tụi bay lên mà sao tụi bắt mất tiêu hết rồi. Kỳ lạ vậy, thấy kỳ vậy, không lẽ mình bị Chơi bậy nha, bậy luôn á, bậy lắm cái luôn gì anh vậy? Thơ Quang nha, nãy giờ không thấy luôn. Quỳnh Lâm là ai? Không biết. Quỳnh Lâm Không là thể. anh Thơ Quang á, anh Thơ Quang á. Thư quan ngoài sao tao mở không được. Bố lôi lên, bố Lôi thêm. lên. Không thể thêm khách mời. Ui dồi, nick nó lại đẹo rồi. Này, anh Thơ Quang nghe hỏng, hỏng hết. Về Trung đâu? À, quê lụa Tây Nguyên gì đâu, nhảy vào trời. Mất hết tín Đâu hiệu rồi. mất tiêu chân trời vậy trời, tụi bay cũng xúi tao rồi. Đây còn ai đây? Quỳnh Lâm nữa, gửi là mọi Là này bố. kia này được, kia này được, kia này được. Rồi ok vậy đi. Chứ tự nhiên kêu mở lên hai người trốn hết trơn luôn. Nãy Tụi này nãy giờ có tụi này giỡn bạn. cái kiểu giờ dẫn nít đi ăn cứ cà sáp hay sao mà tụi À, bay giỡn mặt cái tao đó hả? là nãy giờ con lên đây nói phét nãy giờ luôn, không thấy Đúng hai rồi, tay nó đâu. thì xoay quanh cái vấn Chào đề anh đó Ba mình Tư thấy nó nha. cũng vui vui, và mình cũng thấy là cái điều
mình thấy thằng Quỷ Quang Lâm nó ngồi nó nói chuyện mà mình ngồi mình cười sặc tháo, đang ăn tô mì về tôi ngồi tôi cười sặc răng mì răng luôn, tôi ra thiệt tình hết ý thằng này quỷ sứ mà nó nói rõ ràng đúng ý chán không có gì, bởi vì nó Không chứ ơi, bằng tại quan trống đúng hài. trống trống sổ thổi trống thì đánh xuôi mà kèn thì thổi ngược mẹ nó buồn cười lắm, nó nhiều cái nó buồn cười không được rồi sao nó cứ nhấp nháy hoài vậy ta. Rồi nick anh thơ quan cũng được rồi. Rồi rồi có Hùng Trương vô nè, này vui lắm nè, này nó ở bên Úc Yeah. bấm mày gửi yêu Rồi. cầu cho mày Hùng Trương lên chơi với anh chút đây với chú chút đi. Dạo này mấy cái diễn đàn mà nó chửi xúc phạm lãnh lãnh tụ này kia là con không coi, nhưng mà mấy cái diễn đàn mà nó nói lý lẽ là Đúng con rồi, nghe, đức con nghiệp hay coi lắm. đúng rồi, tao là thích vậy, có nghĩa là khi anh muốn nói cái điều đó, hello Hùng Trương Hưng ông nói chuyện với mấy đứa cháu ở trong nước thôi, nói về cái vấn đề coi như là Ngô Đình Diệm mà coi lên đi chơi rồi Rồi thì là có nghĩa là con khi anh như qua nói tôi trong chấp đài nhận vậy. đó, tao nói mày rồi, tao nói rất là từ lâu rồi tôi chấp nhận anh phản biện anh trái chiều ok, nhưng anh nói anh phải có logic, anh phải có dẫn chứng, anh phải có làm cho có sự thuyết phục, anh nói bằng cái mõm thì không ai tin cả, và anh nói chuyện rất là buồn cười bởi vì sao cái đó là có cái sự thuyết phục, biết không, có những cái đám người mà coi như là không biết gì cả hoặc là coi như là mù tịch về vấn đề lịch sử, mù tịch về vấn đề văn hóa, mù tịch về người đất nước Việt Nam mình thì họ mới theo tụi bay thôi, còn ngoài ra hả không ai coi, và người ta đi vô ta coi có thể là view cao nhưng thực chất người ta nhìn vào để ta coi thử tụi bay nói cái gì thế thôi, chứ thực chất họ Không, mới... con nói bố ơi, con coi là con cười không à, thì nó đó vậy nó diễn ngồi nó hài, cười cũng như nó sáng ngây nay ngô mà nó nói chung là nó nhảm nhí hết sức luôn, đúng nghe còn rồi cười còn vui hơn coi về Quang Lâm sáng nói luôn. sáng nay á thì tao vô tình thôi có đứa nào nó vô thằng cha Viễn Du gì ra lên thì có một thằng kêu một Tuấn Thanh Bê-rô, thằng này tôi biết lâu rồi nó vô nó làm một hơi thù quá làm một hơi và nó chửi tá lão binh nó chửi từ trên Thằng dưới đó, chửi hết tao ngồi tao thằng cười nó đó nói nó cái thằng giống thần kinh hoang tưởng đó bố đúng ơi, bởi thằng vậy đó tao hỏi nó thằng đó mà phản biện cái gì nói cái gì mà nghe trời ơi nó có biết cái gì đâu mà nói nó khổ gì tưởng sao khổ tôi mệt thiệt tội rồi ngồi cười ngất thôi ngồi tôi cười thôi chứ không có làm gì đó thế thôi. giống mấy tay đó nếu mà nói về chuyện lý lẽ là nó không có cái lý lẽ gì để nói, tại bố biết sao không, bắt khi mà nói chuyện á là bắt đầu lôi các cái tiêu cực ra, mà lôi tiêu cực ở đâu, ở trên báo Việt Nam á, tức là báo Thì Việt Nam viết hay gì từ hồi thì xưa thì lôi bố cũng ra nói để nó rồi, nói với mình. Nó từ lôi xưa thì ra bố nói cũng nói về tôi, rồi lấy cái tất gì mà nó cả nói. những cái gì mà tụi bay biết là đều vô báo chí cơ quan ngôn luận của Việt Nam đưa ra, bất kể cái chuyện gì khi tụi bay biết là đều cơ quan ngôn luận của báo chí Việt Nam đưa ra, thì tụi bay lợi dụng cái điều đó thì tụi bay nó chửi rủa, nhưng mà thực chất tụi bay ngu như con bò Việt Nam mà rất là minh bạch, nói như vậy đi mày hiểu rằng bắt là bắt giết là giết trói là trói là Việt Nam đều đưa ra hết, đốt là đốt lò ai bị là sao sao ta đưa ra đâu có giấu giếm gì đâu, à có nghĩa như vậy bởi nghĩa là không làm thì nó cũng chửi làm nó cũng chửi, có nghĩa là khi mình làm cái gì đó mình cất cái nhà thì nó tại em sao phải cất cao ốc không cất bệnh viện cho dân để như nhờ đó không? Rồi xong cất bệnh viện cho dân cái đủ đụng bây giờ cất bệnh viện chi nó khí quá gì, nói chung là cái gì nó cũng nói, xây con đường nó cũng nói, một cọng cỏ nó cũng nói, một cái ổi nó cũng nói chung là cái gì nó cũng phản bác, mà thấy nó buồn cười không, nói một cách tóm gọn lại là làm thì nó cũng chửi mà không làm thì nó cũng chửi. Con nói bố là nó cứ muốn thể hiện cái ngu cho người khác thấy, chứ thực Bởi vậy ra cái vấn đề như như bố nói đó là làm cũng nói mà không làm cũng nói, mà đúng tốt rồi cũng nói mà xấu cũng xấu nói, cũng nói khổ thì vậy cuối cùng là nó thể hiện cho người ta thấy là nó ngu thôi, chứ đâu có thể hiện bởi được gì bởi đâu, vậy thể tao mới hiện nói được thằng gì cái thằng tao mới khoái là cái thằng Minh Giang kỳ rồi cách đây 2-3 bữa nó có làm một cái bài xã luận là nên nó nói rồi thường thường những cái người dân ở phố Bonsai TV hoặc là những người Việt sống xa xứ thì hay nói Việt Nam là hãy theo Mỹ đi đừng có bỏ bỏ Trung Quốc đi để mà đi để Mỹ nó đi giúp để mà coi như xây dựng đất nước rồi đại khái nó tung lên đâu không ai nên bỏ được mà xong ra thì cái ông Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ đụng nó đi biểu tình rồi xong rồi nhà nước Việt Nam đi qua Trung Quốc nó cũng biểu tình luôn rồi vậy tao hỏi mày nó kêu mày Việt Nam làm cái gì quái không à, chào ai ơi vậy có cái là bây giờ không biết nó
không biết nó muốn Việt Nam làm cái gì. Bố coi là Mỹ trước cái giờ đã giúp ai được chưa? Giờ Đúng giờ rồi. nếu mà hỏi vậy á, là bọn kia bắt đầu kể ra là Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Đài Loan ha. Mà giờ giờ con nói cho bố nghe luôn là Nhật Bản với Hàn Quốc hàng năm đóng hàng tỷ đô la tiền bảo Má. kê của Mỹ đấy. Đúng rồi, Đấy, đúng rồi. tiền tiền bảo kê cho Mỹ mà hàng tỷ đô la đó tiền lấy đâu ra, thuế của Thì dân chứ đâu. thuế của dân chứ đâu. Ủa mà sao một cái đất nước độc lập mà sao tự Mà nhiên cái tại sao phải đi đi đóng thuế cho một cái dân tộc nào vậy? Sao không, kỳ mà vậy? giống y chang như là tụi nó ở mấy cái chỗ Việt Nam mình thường gọi là cái gì bảo kê, vẫn giống như kiểu bảo kê giang hồ mướn á, giang hồ rồi đó, ông Thì mày kê đó, giấy. mà một cái dân tộc của anh có tổng thống, có thủ tướng đất nước như vậy mà đóng thuế để vận hành cho bộ máy nhà nước, để đem lại những cái phúc lợi cho nhân dân, mà cuối cùng là cái tiền đó lại đi đóng tiền bảo kê cho một cái dân tộc khác mà ở đâu đâu chứ đâu phải là quê hương đất tổ gì đâu, đâu phải là cha là Thì mẹ gì bởi đâu, vậy là đúng cha không? là mẹ gì Tụi đâu, nó mà bảo không có kê thấy cái cái phần gì, đấy. bảo kê cái gì. Nói cho mày nghe nè, ở đây thì thân ai nấy lo, cái bài học trước mắt gì ta của chúng ta đã thấy rồi. Đây kể sơ sơ nha, đây là những cái mà nạn nhân của người Mỹ nè, Iraq nè, Syria nè, Libya nè, Afghanistan nè, rồi còn nhiều nữa, Somali, nói chung là tất tần tật. Mày thấy nó giúp được cái gì, cho Mỹ giúp được cái gì? Rồi thậm chí ngay bây giờ trên ngồi tao về đang nói, đây thì thằng Mỹ với thằng Ukraine á, thằng Ukraine Ủa được mình Mỹ nói ủy về viên trợ. hỗ trợ con chút nha. Ok, thì được làm gì, được cái gì?